Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một món gỏi cuốn chay. Đây là củ sắn và cà rốt. Mình bắt lên chảo mình xào, nêm nếm thì nó vừa ăn. Cho củ sắn với củ đỏ nó chín, mình xúc ra, lấy ra. Rồi khi mình chuẩn bị củ đỏ, củ sắn. Rồi trong đây là có tàu hũ tươi mình chiên. Và đây là củ đỏ, củ sắn, dưa leo, rau. Đây là tất cả những món mình chuẩn bị cuốn. Mình gồm có xà lách, mình mua xà lách lụa hay xà lách nào cũng được. Tất cả rau xà lách mình đều cuốn được hết. Nó là xà lách gì cũng được. Ở trong rau cuốn của mình hôm nay có rau thơm, gấp cá, hẹ và rau húng nhũi. Đây là bánh tráng, mình cắt làm đôi. Thấm một ít nước. Rồi, mình cho nguyên liệu vô. Củ sắn, dưa leo. Các thứ mình đều làm cho nó vừa một cái cuốn của mình sắp ăn. Hẹ, gấp cá, rau thơm, húng nhũi và xà lách. Đây là một món rau củ cuốn chay. Thay vì mình làm gỏi cuốn nhưng mà mình sẽ cuốn bánh tráng như đậu hũ, củ sắn, cà rốt, dưa leo, rau. Như vậy thì nó cũng là một món cuốn chay rất là ngon và bổ dưỡng. Đơn giản cũng dễ làm. Rồi, đây là một cái cuốn gỏi cuốn chay mà mình cuốn vừa xong. Bởi vì khi mình ăn chay thì tất cả những cái rau củ quả đều là dinh dưỡng cho cơ thể. Những người ăn mặn bây giờ thì bác sĩ cũng khuyến cáo là mọi người nên ăn rất là nhiều rau củ quả. Thực phẩm chay thì ở trong đây mình có đậu hũ kèm theo rau củ quả thì nó là một món ăn rất là thuần khiết và dinh dưỡng. Rồi, mọi người có thấy cái cuốn bánh tráng của mình ngon không? Rất là hấp dẫn phải không các bạn? Ngày thường mình làm cho gia đình ăn hay hoặc là có đám mình cuốn để đãi khách cho mọi người cùng ăn. Cũng rất là ngon. Cái này nó hơi dài hơn, mình không có bẻ cái đầu lại. Khi mình cuốn bánh tráng, mình thấm bánh tráng cho nó ướt, nó mềm cái cuốn nên nó không có bị giòn. Không có bị giòn cái miếng bánh tráng, mình dễ cuốn hơn. Cuốn nhẹ nhẹ, nó không có bị rách. Mình cắt mấy cái miếng xà lách rau ra, mình làm cho nó gọn gàng, mình dễ cuốn. Rau thơm, gấp cá, húng nhũi,
Đây là tất cả những loại rau tươi rất là bổ dưỡng cho sức khỏe của mình. Hẹ, và đây là hẹ, hẹ tươi luôn, tươi ăn sống cũng rất là ngon. Cái cuốn của mình cũng rất là ngon, hấp dẫn phải không các bạn? Cái cuốn bánh tráng rau củ tươi. Tráng để lâu quá nó không còn dai, nó bị bở. Cho nên chú ý là khi mình mua bánh tráng về mình ăn trong vòng một tháng mấy, hai tháng trở lại thôi, chứ mình ăn lâu quá nó bị bở, cuốn nó bể. Đa số là người ta bán, tại vì nó trong cái bọc chưa có mở ra cho nên nó còn dai. Còn mình mở ra thì mình phải ăn cho hết. Nếu ăn không hết mình để có không khí vô, dễ bánh tráng nó bị bở đi. Cuốn rất là khó, nó bể. Rồi, như vậy là bánh tráng của mình đã xong. Mình chỉ cuốn vài cuốn để ăn thôi. Nhìn rất là ngon đúng không các bạn? Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Cuốn đậu hũ chai rau củ quả với bánh tráng rất là ngon và hấp dẫn. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại sau.